Rồi lên xe mọi người ơi, tranh thủ đi để phà đóng cửa là mình cũng quéo queo luôn á. Bên kia thì mình còn đi vòng được, bên này là chỉ 100% với cái đi phà thôi. Má nước này lên dưới người ta. Ê, ai chạy ra ngoài đó lấy cái số điện thoại ơi. Cái số điện thoại của bạn nằm ngay đó đó. Có số không? À, chết mẹ chưa. Thuê bao rồi. Rồi, ăn xong rồi, đi các bạn ơi. Cái quán cơm đó làm tụi mình mất phí 1 tiếng đồng hồ ngồi chờ cơm. Tụi mình vô trước mà không bán cho tụi mình trước, đi bán cho cái người nào á, tại vì tụi mình mười mấy phần á không làm, đi làm cho cái mấy cái người mà hai phần á. Trời ơi, ngồi chờ bực chết luôn. Nửa tớp ăn rồi, ngủ giấc rồi, nửa tớp sau chưa có đồ ăn. Mình ở tớp sau thành ra là chưa có ngủ trưa nữa. Mà các bạn biết rồi, điểm yếu của mình á cực yếu luôn, là khi mà mình mới ăn xong á là một tí là mình buồn ngủ à. Mình chỉ cần chợp mắt 5 phút thôi, nhưng mà bây giờ chưa được chợp mắt luôn. Thiệt tình. Lần này cũng là lần cuối, lần sau không ghé đâu. Lần sau chạy ra tao đụng ăn luôn. Cho mình hay đi mấy cái tuyến này nè, mình cũng cũng hay ghé mấy cái quán quen lắm. Quen thì nghĩa là ăn một lần, hai lần, ba lần, ăn hoài chỗ đó đó. Mà quán này là chắc chắn mình sẽ không bao giờ mình ghé nữa đâu. Bạn chàng que đi. À, bây giờ tiếp tục đi. Cái chiếc Nevis bên trong á thì đã được cứu hộ rồi nha các bạn. Thì giờ đang trên đường ra Bảo Lộc sửa xe nếu được ha. Nếu mà được á thì có nghĩa là nó cách mình không xa thì mình sẽ đợi luôn. Mình sẽ đợi cho chiếc Nevis lên chạy chung luôn, cho hoàn thành tour luôn. Còn nếu mà cách xa quá thì thôi. Hẹn bạn Nevis tour sau. Khoa té hả? Ừ, không sao đó, té vô cái bụi cây à. Nữa trời. Hey. Đất này hả? Bà rớt. Bà né bà kia xong cái lưỡi vô. Đổ vô bụi. Đất mềm, có dư đất mềm. Cái có sao không? Không, không sao. Không sao. Má hàng chi lâu dữ vậy. Ê, giờ đi Đồng Nai 4 hay đi Đồng Nai 5 ta? Đồng Nai 5 có bộ có lý hơn á. Hả? Đi Đồng Nai 5 có lý hơn á, Đồng Nai 4 nhàn quá. Đi mấy bạn vui lắm á, nhưng mà tôi sợ sẽ rớt một người. Rớt đâu rớt thì đú quá thì rút thôi chứ giờ sao? Nếu mà cùng lắm ông chạy vô thì ông chạy ra. Chứ không đi được thẳng đó được nữa. Đi đâu cũng là 14 luôn, mắc gì không được. Khó được. Ăn mấy đèo nữa. Khó được. Level 3 cộng mà. Đi tưng tưng rớt ra là báo nữa. Báo quá, tôi này khoa báo quá ba Khoa ơi. Chốt đâu. Nhưng mà năm được không ta, đi năm được không ta? Đi năm được nhưng mà lâu lắm. Từ năm đi đường đá nữa nè, mấy bạn mò lâu lắm. Đá gì? Năm vô được, khỏe, được đẹp rồi.
chảy nhựa từ trên cái mấy cái cua cua chảy nhựa hết rồi. Nhưng mà từ năm mà ông đổ ra 14 á, đường đá không à. Hôm bữa mình có đi năm không ta? Đá cục. Bữa mình có đi năm không ta? Không. Bữa trong mắt ông dễ không có. Là đường nó đá thôi đúng không? Đường đá, đá không là đá luôn đó. Ừ. Nó đang làm gì vậy? Rút lại hả? Rút đi. Giờ tới Đồng Nai 4 giờ nghi rồi tôi vẽ lại map Đồng Nai 5. Mà còn ra khỏi đá là toàn nhựa thôi. Hả? Đó. Ý là đi đi 4 đi rồi tới 4. Đó rồi tôi coi ưng cưng ưng thì đi Đồng Nai 5. Lên em ơi. Lên. Anh chưa đi đường này. Anh chưa đi. Tại vì thường tới đó là em bắt đầu cho quay đầu rồi. Cái lần gần nhất mà đây anh nhìn này anh biết nè. Anh nhìn này anh thấy nè. Là đất á. Đất của cái núi này nè. Nó sạt xuống á là đất nó cao tới đây luôn nè. Đâu đi được đâu. Mà ở đây mà lúc mà nó mưa á nhìn như tranh luôn, nhìn đẹp khủng khiếp. Đúng rồi. Đập 4, đúng rồi, đập 4. Thôi đi nè, đi nè. Mình quyết định là đi Đồng Nai 5 luôn nha mọi người. Thôi đi luôn đi. Sao đâu? Nó chạy xong rồi lúc mà hết. Nhưng mà ông đi rồi đúng không? Là ông nhắm là xe này đi qua được, xe này nặng. Qua được không? Được. Cái xe này là khó nhất thôi. Bò từ từ được. Là đá nó to không? Đá to. Đá tầm bằng tay nữa. Như vậy sao quá? Nhiều đi được mà, dân nó được bình thường mà, tôi đi được mà. À vậy chứ. Nếu mà vậy thì nó giống như cái đi, ông đi bò thôi chứ phải là không đi được. Rồi hiểu. Đi đường đó mà. Rồi ok. Đi Đồng Nai 5 nha. Để ra ngoài có bạn để set lại map. Go. Go mọi người. Mày suốt ngày hút cần mẹ nó. Beep, 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 beep.
Vô nha. Ông còn sức không? Còn sức sức bọt không? Còn đúng không? Còn mà. Tôi với gì đó, còn tới 15 phút sau đó. Rồi ok. Nói chung là ông phải còn sức thì tôi mới dám đi. Ok, vậy đi. Chứ còn tôi sức bọt cũng được một hai xe là hết đáp. Được. Ừ. Cái đường nó đẹp khiếp, đẹp, cái đèo nó đẹp lắm. Xong chưa? Đây đây đủ rồi đó. Go go go. Con kia vẫn còn mượt lắm. Cầm chắc tay lái lên. Tập trung vô chạy, đừng có vừa chạy vừa nói chuyện. Nó dễ xuống hố lắm. Vô đây phê quá các bạn ơi. À, bây giờ là chắc cũng hơi căng, giờ đi đổ ra là hơi căng. Mình nhớ mà, hồi xưa mình đi vô đây là cái đường nó tệ tệ như cái đường mình ra nè. Chơi không khóc nha. Nhớ nha. Ôi bữa nay nhàn, bữa nay đi nhàn cũng chết, ai cũng tỉnh, mặt tỉnh bơ hết nè. Nãy giờ có gì là nhàn ơi. Thôi để mọi người. À không vượt tôi nha. Bạn nào mà không quen đường thì đi theo cái đường của tôi nè. Tôi dò đường cho đi. Lên mọi người ơi. Đừng có tin tao, đừng có tin. Ôi trời ơi, nó sướng. Ôi trời ơi, nó đã kìa. Phê đét nha. Nước xanh khiếp. Ôi.
cái gì vậy trời? Như đó à? Nhớ hả? Trời có nó rồng thì thôi nhé luôn. Xe đứa nào cháy cái mùi gì hôi quá bay. Ừ, xe này có mùi khét lắm. Chứ chờ đi lên. Chưa chờ, hồi nãy chờ hôi, chưa chờ lên là khét á. Hay là cái cổ á, cái cổ nó sình quá, nắng này. Không phải nó cháy cái gì á? Cháy gì đúng không? Không ý là được hồi chưa chờ lên là nghe mùi nha. Mùi nhựa. Đi đi đừng có nói, hết rồi. Có đèn chạy sao đi em? Sao đèn cho mấy người kia? Cái đèn sáng dữ vậy? Đèn sáng đúng không? Đáng tiền không? Chạy sao đi, soi đèn cho mấy xe không có đèn á. Ăn hai cái hố. Ăn hai cái hố hả? Đèn của mày đâu? Đèn thấy mà lúc người ta đi qua cái mình tắt á. À. Đó là lý do nên chơi vi cầu ha. Anh đâu có thèm tắt đâu. Anh bật luôn người ta đâu có chối đâu. Mà do để đây cái bát dài quá rồi, nó rung quá. Đi nhức mắt quá. Ủa người chưa? Ai ở sau đếm cái ơi. Ai thiếu lên tiếng rồi. Trời nó đi cái đường này cũng chiêu phết chứ. Đủ chưa? Đủ rồi chưa? Đủ rồi thì đi.
hôm bữa tức là muốn đi rừng nhưng mà đéo có xăng. Bây giờ xăng đây. Ủa xăng đâu? Ủa xăng đâu? Bây giờ là mình đi đổ xăng xong rồi mình dứt luôn. Ủa lại vậy? Trời ơi, đéo liêm về đi, lấy cho mình cho nó xứng đáng. Tại vì đéo có lần hai đâu. Chạy đi, đi lấy này về cũng được. Đi đi, trời ơi. Cái tô này nhàn quá không thích. Vậy bây giờ mình đi Hiếu Liêm về nha. Ok hết đúng không? Má lấy mình khó quá. Mẹ đi Hiếu Liêm về đi chứ tự nhiên. Má dễ nữa. Mọi người quên đây là level 3 cộng rồi sao? Cộng chứ đâu phải là level 3 đâu. À, ông đi cuối đi. Rồi bắt đầu Hiếu Liêm nha, bắt đầu cho bánh phà nha. Em đi rừng xuyên đêm chưa? Vậy bữa nay được đi. Má khoái lắm, rồi khoái lắm. Nói trước nha. Bây giờ Hiếu Liêm á, nó có một, nó những người mà đã đi rồi á, là có một đoạn đường siêu đẹp bây giờ rồi. Nó đổ bê tông đã lắm ba. Nhưng mà có một đoạn nó đổ đá nó chưa đổ bê tông. Cái đoạn nó đi hơi mệt xíu. Rồi lên xe mọi người ơi, tranh thủ đi để phà đóng cửa là mình cũng quéo queo luôn á. Bên kia thì mình còn đi vòng được. Bên này là chỉ 100% những cái đi phà thôi. Nhưng mà tôi vẫn có đường vòng cho mấy bạn đi, yên tâm. Nói chung cứ đi đi, đừng hỏi. Giờ đừng hỏi vậy đó. Giờ tôi đi đâu đi đó, đừng hỏi vậy đó. Rồi, điểm danh đi vô rừng ơi. Bây giờ ai đi về Sài Gòn thì đi luôn. Đâm thẳng lên về Sài Gòn á. Còn 2 chiếc đi về, mình còn 14 chiếc. Mọi người ơi, lại đây kéo mọi người ơi. Lại đây hợp tìm cái đi nè. Rồi, vậy là Sài Bọt với lại Nắc về hả? Bây giờ mình quẹo rồi, cho mấy anh em về đi. Vậy thôi, hai anh em hợp tìm nhau về luôn ha. Về tới nhớ nhắn nha. Đi từ nha. Cả đường nghe coi chừng hết trơn á. Ai đi về, sợ về nè. Đây mà. Ủa gì về luôn hả? Về đâu về? Ờ tưởng về luôn chứ. Bây giờ mình sẽ ưu tiên á, là mình chạy vô tới trong đó để mình lấy cái chuyến phà cuối cùng. Còn chuyện ăn uống để sau, vô trong đó đi kiếm đồ ăn sau cũng được. Qua phà đi kiếm đồ ăn cũng được. Hình như qua phà vẫn có chỗ bán đồ ăn đúng không? Ủa qua phà chứ anh. Mà sợ trễ quá là không có rồi. Nhưng mà bây giờ mình cứ sao quần quà là ăn hồi hơn 10 giờ. 9 giờ là đóng rồi. Nhưng mà 10 giờ mình vẫn có thể xin một vé cuối cùng để mình đi được. Thành ra là ăn để sau nha. Ok thôi mình đi ha. Tôi không có nói nhiều đâu. Sợ nếu có. Bên đó người ta 9 giờ người ta nghỉ hết mẹ rồi. Này là tao yêu thương mọi người nên tao cho mọi người ăn cái. Ăn đi mọi người ơi, vô đó còn có sức dựng xe mọi người ơi. Đừng để cơ thể mình bị đói là được rồi. Đói nó mệt người lắm. Rồi đi mọi người ơi. Nước nổi gì đó nhanh nhanh đi rồi đi nè. Này chắc chắn là phà đóng rồi đó. Để tôi đi đường khác. Cái chợ này mà nó làm xong nó ra đây nhộn nhịp liền. Mặt trăng. Trăng hôm nay không đẹp lắm. Nhưng cũng ok. Có trăng ngắm là được rồi. Má nước này lên dữ người ta. Ê ai chạy ra ngoài đó lấy cái số điện thoại ơi. Cái số điện thoại có 7 ngàn nghe đó đó. Có số không? À
Chết mẹ chưa. Thuê bao rồi. Kêu được không? 5 phút đi. Không được thì quay đầu đi đường kia, đéo gì đâu mà lo. Vô, hello các bạn. Giờ tới rồi, check in 23:30. Vậy là mình đã di chuyển được, vậy là mình đi được 20 tiếng. Rồi, tới tiết mục quan trọng rồi. Tới tiết mục hành xác rồi. Rồi, anh em vô nhận bằng khen nha. Alo, alo, mọi người vô trả đồ rồi gạch tên giùm em cái. Tài Ken. Nè, mọi người một cái. À, coi chừng nó chốc ra nha. Một là để ấy chứ để, tại vì cái miếng này là để nó không bị hư keo thôi. Như cái này nữa phải không? Ở đây về không, cái này nó có màu với có size nha. Nó có 1 lít với 700ml nha. Em lại lấy lít. Ủa em cũng lấy hả? Sao không? Lấy sao không? Em sao? Bộ tôi đưa mày rồi mà. Chưa lắm. Đó, vừa đủ. Không phải. Sao cái số có điện không có chữ hả? Thằng Chí nó có chữ kìa. Cái đó test, cái đó là hàng test. Có mấy cái à? Hình như cái này là của anh nè, cái này là khác cho anh xài nè. Cầm cái này mới được testing nè. Cười quá các bạn ơi. Vui quá các bạn.